Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hiện tại thì mình đang có mặt trên bản chống tàu. Hôm qua thì anh em lên bản để cùng với bà con đổ xong cái đoạn đường 30m này. Hôm nay thì bà con đã lấy xong cái ni lông ra rồi các bạn, đi được rồi, thoải mái, rất là ngon rồi. Hôm nay thì cũng nhân đây thì qua cập nhật tình hình cái đường này cho các bác cùng biết, nắm bắt được. Và cũng anh em hôm nay lên đây thì cũng có một chút việc, đó là sẽ lên ghi hình cho tất cả mọi người cùng biết một cái hộ gia đình đặc biệt là khó khăn. Trong cái thời gian đi làm đường ấy, em mới có nhờ đến sự giúp đỡ của anh em trên kênh, cũng như là cán bộ thôn đây, A Lù đây cũng nhờ anh em là sẽ lên đấy để nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên này. Cái đoạn đường này anh em đổ rất là yên tâm rồi các bạn. Cái này là dày 10 phân, rộng 1,5 m, thoải mái. Sao cán bộ bảo đi xe máy lên mà, có đường mới đi xe máy mà. Đi đi, đi xe máy lên. Đi bộ cũng được. Cái này là nó Lù kéo cái bao kia ra, chỗ cái nó cái đoạn đường này nó cứng rồi. Bỏ ra cho bà con đi. Qua là chắn ở đây là bà con che ni lông từ cái chỗ này xuống phía dưới kia. Cái đoạn này đổ sau. Hôm qua thời tiết nó sáng nay nó đổ trận mưa khá là to. Nếu không là bà con sáng nay ở thôn chống tàu là đi xuống dưới chở xi rồi, vì cái thời tiết nên là hôm nay là bà con nghỉ làm đường. Hôm qua thì nó mưa khá là to, cái đường trơn trượt, không chở được xi. Sáng nay mình cho xi vào rồi đấy. Cái đường ô tô dưới kia trơn lắm, cái đường đoạn đường dưới kia ô tô cũng không lên nổi, lún một số chỗ nữa cơ. Chưa cho đi đường phía được. Trên này thì đổ từ hôm trước mà cứng, khá là cứng rồi. Quốc đi sửa không nhỉ, hay là vẫn lên đường nhỉ? Ở ngoài đấy thì đường vẫn lên được thôi, nhưng mà bây giờ nó trơn đấy, nó mưa nó ướt như này này, ô tô chịu. Cây gì cơ? Cây bơ à? Đây à? Không, đây cây đằng sau đi. Cái kê mà nó đúng không? Thì cái này. Ui, đi nhiều măng thế. Đấy, có đường mới thì bà con. Em đi xe máy à? Chở được măng đi xuống chợ đây. Bánh hơi non không? Bánh non quá. Lúc trước lúc trước non rồi. Đây. Chắc phải gần tạ quá. Một tạ măng quá. Chắc tầm 90 cân. Đấy, có đường mới đây. Mọi khi là phải vác xuống dưới kia đấy các bác ạ. Bây giờ có đường rồi thì bà con tha hồ mà. Đường vào nhà anh em mấy thì không có đường chính đâu các bạn ạ. Phải đi qua nhà A Hành, bên nhà A Hành đây. Đây là đi bộ từ dưới kia lên. Đang chết. Nhà này đúng không? Xin chào em. Chào Minh Tu nhá. Chào em nhá. Chào anh. Sao ơi. Có nhà không em ơi? Có. Xin chào. Đang làm gì đây? Nấu cơm à? Sẵn á. Chào Minh Tu nhá. Đây là cái hộ gia đình A Lù. Có thể nói qua về cái hộ gia đình của em Sâu này được không? Vâng. Trong bản thì có vài hộ đặc biệt khó khăn, mà chị Sâu này là một trong những hộ rất là khó khăn. Trong bản này đơn thân nuôi hai đứa con. Đơn thân. Thế thì
đi lấy chồng, nhưng mà sau một thời gian sinh sống thì hai vợ chồng nó không sống được với nhau thì về đây thôn bản. Ở nhà ngoại một thời gian xong, nhà ngoại cũng rất là đông con thì chuyển đến cho này ở cái nhà tạm này. Đây à, con đây à, con của em ấy đây à. Mẹ đây. Em bật điện lên cho sáng một tí. Bật điện đi. Đấy. Gia đình đây. Thì không có cái vật dụng gì cả. Chỉ có cái giường này, hai bao gạo này, bao thóc này. Thế thôi. Nhà cũng rất là hẹp luôn. Nhà này chỉ khoảng chiều rộng này hơn chắc là khoảng 20 mét vuông. 4 mét, còn chiều dài thì chắc là cũng tầm 5 mét. 5 6 mét gì đấy. Bây giờ căn nhà đang nghiêng đấy. Nó đang nghiêng về phía bên này. Siêu vẹo. Có 4 cái cột dài quá. Đây này, cái cột này này nghiêng về bên này rồi các bạn. Cả cái mấy tấm vách, tấm ván này nữa này. Lấy ra nếu mà cái cột thẳng thì nó cái gốc cột này nó phải thẳng tới đây cơ. Vì nó đang nghiêng chắc là tầm khoảng 10 mấy độ á nhỉ. Mười mấy độ. Thế sâu là sinh năm bao nhiêu em? Năm nay hai mấy tuổi rồi? 27 tuổi à? Thế là em trước là đi lấy chồng ở đâu? Chồng ở Trạm Tấu. Trạm Tấu à? Thế ngồi xuống đi, ngồi xuống đây. Đã đi. Thì anh hỏi chuyện tí đi, đang nấu cơm quá à? Nấu sắn à? Nồi nước. À, đây. Hâu cho mẹ mà hâu cho. Dạ, hâu cho bé nè. Cạo ít nấu sắn để cho mấy con nó tra cơ ăn. Nấu sắn chan với cơm. Vậy là làm canh sắn à? Canh sắn. Con nó có thế nào? Mà. Có hai đứa con thôi. Nghi Tu này được mấy tuổi rồi sao ơi? 4 tuổi. 4 tuổi à? Thế còn Minh Say kia? 2 tuổi. 2 tuổi. Và đứa cả này nó còn có cái bệnh gì không hiểu, cái bệnh mà da nó như kiểu khô ấy. Đây này. Nó không phải là do không gội đâu, nó là bị khô thì da với lại cái chân này ấy. Mùa đông này là nó cứ nức, nó đau khóc ấy. Khô một lớp cứng cứng đằng này nè. Cả trên da đầu các thứ nữa. Nó cứ bị khô lại, xong sau là bông lớp này, xong sau này lớp này lại khô, xong lại bông tiếp nữa. Sắn này em đi đào xa không? Sâu? Hả? Sắn đi đào xa không? Đi lấy xa không? Xa lắm. Xa lắm. Đi bộ. Đi bộ á? Nhấp vừa không chứ? Minh Tu, Minh Say đói không? Say plang không? Say plang ba. Minh Tu, Minh Say chơi plang. Đói lắm. Đói lắm à? Ngồi đây. Chỗ lụt to nhá, đấy lụt cho cứ cả. Anh xin phép anh đi ra bên này xem tí nhá. Cái nồi gì đây? Cái này canh gì đây? Từ lâu lắm rồi quá. Từ... rau à? Để em xoay đi. Tí canh. Canh canh. Dưa cải mèo. Rau cải mèo. Đây cơm này. Đấy. Bát thì có vài cái, không có chạm. Tài sản là cái này. Tài sản. Giường đây, qua sang bên này quay kỹ một tí. Giường này chắc gia đình tự đóng cho thôi quá. Đây là ba mẹ con ngủ ở đây đúng không? Em trai nó đóng. Măng ớt. Gạo đây. Thóc đây. Chỗ này mưa to hay bị dột à? Sao? Cái thân chính này không dột mấy nhưng mà ở hai bên
hai bên này, này thì hai bên đầu hồi này à? Gió to là nó mưa nó bay hết vào nhà, mưa nó hắt vào quá. Đây là những cái đoạn trên này, này nó cũng bay thủng đây này, nó bay hết nóc trên này. Em có thể nói cho mọi người cùng biết là cái hoàn cảnh của em như thế nào không? Mình đi lấy chồng xong là lý do gì hai vợ chồng lại bỏ nhau? Cứ phát ra giờ quá lù dịch cho nhóc, chồng nó thì đi Long Tông, thì đi làm thuê đi Long Tông thì Mỗi cái là nó đi lung tung, tức là đi đi lung tung thì nói thì đánh nó, đánh em á? Đi lung tung nghĩa là như thế nào? Đi đi làm đi, đi là hai vợ chồng nó cũng không đi canh, nó không hẹn nhau nữa. Đi chơi gái. Đi chơi gái à? Nói thì đánh. Đánh à? Đánh nhá. Đánh nhiều lần chưa? Nhiều. Đánh nhiều lần rồi à? Đấy, sau đó là em không chịu được thì em mới bỏ về nhà bố mẹ à? Bố mẹ thì không biết nữa. Không biết nói à? Cũng có từ nghe được nhỉ. Từ nghe được, từ không nghe được. Nuôi hai đứa con, bố mẹ chia ruộng cho à? Chia một cái ruộng. Một cái ruộng, mỗi vụ thì được bao nhiêu bao thóc? Vụ đầu thì được 7 thóc. 7 thóc à? 7 bao. 7 bao. Thế ngoài làm ruộng ra thì em có đi làm thuê gì không? Hả? Ngoài làm ruộng ra thì em có đi làm cái gì không để có thu nhập cho nuôi hai đứa con đấy? Sáng nhất thế mấy chứ sao? Sáng rồi mấy? Em có đi làm thuê không? Có đi đi làm để người ta trả tiền cho mình ấy? Không, không có ai thì ở nhà không đi làm thuê đâu. Trong bản này mà ai thuê làm những cái việc mà lương ít một ngày, hai ngày thì mới làm, còn đi làm xa là có hai đứa con nhỏ không đi được. Đúng rồi. Và con ý là vướng hai đứa con không đi làm xa được. Thế ở trong bản thì thường thì người ta bảo cho mình đi làm cái gì, thuê mình đi làm cái gì? Đi cắt chè. Đi cắt chè à? Cắt chè, cấy ruộng. Cấy ruộng à? Tức là cứ có việc nào mà nó nhờ nó thuê đi làm tính ngày thì đi, còn không có ai nhờ thì ở nhà. Thế mỗi ngày thì đi làm như thế thì được bao nhiêu tiền? Một ngày được 150. 150. Đấy là cả ngày đúng không? Xong là về mua quà này, mua thức ăn về nuôi các con. Còn những cái hôm mà không đi làm được, không có thu nhập, không ai thuê thì mình lại nấu canh sắn như thế này nuôi con à? Khó khăn nhé. Rồi anh xin phép anh ra ngoài một tí nhé. Giờ trưởng thôn A Lù đi có việc à? Vâng, em đi. Hôm nọ đào một tí sắn kia sợ nó thối hết đi lấy về cho Châu ăn. Bí thư quên mất, bí thư A Lù không phải trưởng thôn. Trưởng thôn là A Say cơ. Công việc bận thì cứ đi em, cứ đi làm. Em cứ đi làm đi. Cảm ơn em nhá. Vâng, không sao đâu. Chào anh Ninh với anh Quỳnh nhá. Chào em. Đi trước nhá. Đây các bạn này, bên ngoài nhà của em ấy này. Đây, một ngôi nhà rất là bé. Một mình đơn thân. Bên này là vườn của nhà ai đây Sâu ơi? Bên này là vườn của nhà ai? Bên này là vườn của ai?
của nhà em hay là của nhà mẹ? Của nhà mẹ. Của nhà mẹ à? Bên dưới kia cũng thế à? Ừ. Ừ. Ôi. Chỗ này chỉ là cái dựng lên tạm, nó lợp vài cái tấm lợp vào thôi các bạn ạ. Đây này, nhìn cái kết cấu nó không hề chắc chắn một tí nào cả. Cái này mưa gió to thì nó hay tạt vào trong nhà luôn. Ra đằng sau này xem. Nhà này nghiêng, nghiêng sang bên kia rồi các bạn. Khó khăn đấy. Bên đằng trước này thì em cho tem nước à hay là cái gì nhỉ? Không có hả? Đây để củi à? Thế tem mỗi khi là dùng cái nước sinh hoạt ấy thì em đi lấy ở đâu? Nước sinh hoạt ấy, nước ấy lấy ở đâu? À, lấy chung với nhà Hành à? Nhà không có cái gì đáng giá, chỉ có vài bao gạo thôi các bạn. Này bao gạo, một cái giường tự đóng, hai lọ măng ớt, một cái quạt, hai cái thùng xô cũ và vài cái nồi, vài cái bát thôi. Nhà của không có cái này gì. Không có tiền mua thì tiện tao cho tiện tao bán mua quà cho hai con bé. Ô thế à? Tóc tức là cắt tóc, cắt tóc đi bán. Tóc cái này đi đấy. Cá được 1 triệu thì mua cái quạt. Được 1 triệu thì mua cái quạt kia mất mấy trăm đúng không? 200 rưỡi. Xong rồi còn lại thì mua quà cho các con. Đi mua gạo. Đi mua gạo. Đi mua gạo. Mùng bao gạo. Mua được 1 bao gạo à? Em là cũng học hết lớp mấy? Em học hết lớp mấy? Không đi học à? Chắc là nhà đông anh em quá hay sao mà không được đi học quá à? Em là con thứ mấy trong gia đình? Con thứ hai. Thứ hai à? Vất vả nha. Cái này thì tí em cho cái gì vào? Cánh sắn rồi này. Cho mỡ à? Không cho. Không cho. Thế để nhạt thế á? No. Về cái cuộc sống của gia đình em sâu các bạn ạ. Cơm thì chắc em nấu từ sáng rồi quá. Dậy xong là nấu cơm luôn quá. Nạo đi, miên xay nạo đi con. Lấy cái gì đấy? Lấy muối à? Thế em biết nào chưa nấu? Dạ. Nào. Mình nó mít tung nó thật mít trong lăng mít dạ.
nọng co đi. Ừ. Nọng co. Ăn ra. Không có tiền thì ăn sáng. Ăn sáng, ăn rau. Ừ. Cúc cà. Ăn là cúc. Ừ. Ăn sắn, ăn rau. Ăn măng ớt. Thấy hai lọ măng ớt ở kia. Cú cú đó. Nào nào cú cơ. Giờ là lấy cơm mà. Cơm ăn với sắn. Nhìn nè. Nỏ này. Em không cho mắm muối gì vào sao mà ăn đường? Chan với nước sắn như thế. Có ăn muối. Ừ. Ừ. Ăn chua thế nào. Khổ thật các bạn ạ. Một mình nuôi hai đứa con. Mình chứng nở. Con làm chứng nào. Mình chứng nở lỡ. Cái này là măng ớt. Ôi, rau dưa. Rau dưa đấy, rau cải. Cải mông xong làm dưa đấy. Cải múi dưa. Ừ, cải. Nhưng mà dưa. Sao em không thái ra để dài thế này? Để dài quá. Em thái ngắn ngắn nó ra. Lúc nào ăn thì thái á? Không biết. Không biết à? Có từ nghe được, từ không nghe được. Đấy, ăn cơm với măng ớt. À, nó cay. Phải rửa quá. Cái nào chó cho chứ nào? Nhận đi. Nó có như thế. Thế mọi khi là mưa to gió lớn về nó có dột nhiều không nhà em ấy? Có nhiều đấy. Ừ. Mưa to thì không ở được đâu. Thế không ở được thì đi ở bên chỗ nào? Dưới nhà mẹ à? Nhà mẹ. Ừ. Có bao giờ nó mưa to ban đêm rồi phải chạy xuống đấy không? Có. Ừ. Cái này làm cho con gà à? Vâng. Không có nuôi gà không? Có 2-3 con. 2-3 con à? Ừ. À, con mí mí quá. Ừ, con mí mí, không có con to. À, không con to thì mổ cho con ăn, nhưng để các cháu ăn sắn. Ừ. Nấu cá ấy. Ừ. Ăn sáng thì có tiền thì mua mì cho con ăn. Có tiền mua mì tôm á? Ừ, chưa có tiền. Mua mì tôm thì cũng sắn thôi. Ừ. Mì tôm thì cũng sắn. Nó tuổi chứ nó cò. Khổ nhất là lúc nào mà ốm đau bệnh tật ấy. Bây giờ thời gian này làm đường anh thấy là em đi rác cát cùng bà con này, xong đi đảo bê tông suốt thế. Con thì gửi cho ai? Gửi cho mẹ bố. À, gửi cho mẹ lấy cho à? Ừ. Mẹ bố không ở nhà thì cặng đi theo. Cặng đi theo tôi. Ừ. Thế những lúc ốm đau bệnh tật nữa nhỉ, khổ. Ừ. Cả bản thân mình nữa, cả bản thân các con nữa. Vất vả. Trồng nhiều hơn nữa, chúng ta trồng tiếp đi. Ngoài cái đoạn này này.
không phải ấy. Quả này này. Quả cho nó mọc tiếp. Với hạt thì gieo tiếp. Nào, hấp lên. Bán nữa. Ừ, mất công thôi. Nào cả. Ăn. Ăn cho khăn. Thôi mà lá phô phô con nó cứ cao khá nhầm. Là nọ co tới cho mò đi. Đấy, ăn cho nọ co đi. Theo gia đình chị sâu đi. Nào Mimi cu cu. Cu cu hả? Cu cu. Ra bên này xem trên mái thì các bạn thấy cái tấm này nó rất là cũ rồi. Cái này là em mới dựng được có 2-3 năm nhưng mà có lẽ là cái này là dùng tấm cũ thôi, mình nghĩ là thế, chứ không phải tấm mới. Nếu mà tấm mới thì như nhà A Hành này còn mới zin đây này. Đấy. Đâu? Ờ, à, tấm nóc trên kia cũng vỡ nhiều rồi. Cái này gió to là lật, sợ lật gác cây. Phải gác cây lên, không thì sợ nó gió nó lật đấy. Đây buộc đây nhưng mà cây này nó mục. Ui, mục hết rồi. Như này, bên này mục ác nữa. Cái cây kìa. Hai cái cây quấy kìa. Cái này mục rồi. Cái này em ơi. Sâu ơi, cái cây này lấy cây khác buộc vào đi, không gió to, mùa mưa bão là nó lại bay hết cả tấm đi đấy. Trước là kìa, có cái tấm như kìa, che cái chỗ xà đi xuống kìa. Nhưng mà gió chắc là lật đi hả, hay là như thế nào, vỡ cây hết rồi kìa. Cây này em phải làm lại, ở thì phải làm lại cây khác đi. Cây này thì làm sao mà giữ được tấm nữa. Ờ, nó bay mất cả tấm đi, gió nó bay luôn cả tấm đi. Kìa, hàng bên này mục hết rồi, kìa. Phải lấy cây khác nhá. Đây này, nhìn ở cái chỗ này các bạn mới có thể thấy được. Giờ vào mùa mưa bão rồi. Nhưng ngôi nhà của em mới vẹo. Bên kia là vẹo xong, đổ sang bên này. Còn đằng sau đổ ra đằng trước đây này. Nhìn mấy cái ván kia thì các bạn sẽ biết rồi. Vào mùa mưa bão rồi thì em đi chặt những cây khác đi thay đi nhé. Bảo ai lên một lúc mà buộc những cây này cạp nó lại đi. Không có gió to nó bay mất tấm đi á. Gió to thì cho cái này giữ đấy. Ờ, cho cái đấy giữ nhưng mà bây giờ nó mục hết rồi ấy. Mọi khi là em lên sửa hay là ai nhờ ai sửa cho? Em sửa cho đấy. Em trai à hay là em trai. Em trai à? Ừ. Em trai tự làm tự sửa cho. À. Bây giờ mục hết rồi. Tôi không biết làm đâu. Ừ. Chặt cây này về, xong nhớ em trai lên họ lên giúp. Lúc mình đi làm nương ấy, làm rừng ấy. Chặt mấy cây tre cũng được. Tre mấy cây như này này. Nó mục hết rồi. Giờ gió to là cái cây đấy nó không giữ nổi tấm nữa đâu. Trong nhà tối quá anh em không để ý. Ra ngoài này thì thấy cháu nó biết nó mắc cái bệnh gì. Da cháu nó như kiểu da con cóc thế này. Sần sần lên. Mà nó không lở loét gì cả, nó chỉ sần lên trên đầu cháu cũng vậy nhá. Trên đầu cũng này như kiểu là vẩy
như kiểu là da trâu thế này. Thật đấy. Nè. Sờ này nó cảm giác là sần sần. Sần sần như đấy, bọc da vảy. Em đi khám bác sĩ chưa? Khám bác sĩ em bảo là không sao. Không sao á? Không biết bị cháu bị bệnh gì à? Không biết. Cái này da bình thường làm gì nó như thế này đâu. Da bình thường thì cứ bị này. Ừ. Mình xài kia có bị thế không? Không. Không xài á? Mình tu em mùng sao? Mình tu. Nếu nó phải tụt nó gì? Không có. Không có à? Không giống bạn này à? Cái nó bị dâu này. Bị thế này lâu chưa em? Không lâu. Bị được mấy năm rồi? Bóng tuổi rồi. Đùa bóng tuổi. Bị từ lúc bé? Bị bóng tuổi rồi. Đi được 4 năm rồi. Thế mà đi hỏi bác sĩ bảo không biết bệnh gì à? Không biết. Em đi khám, đưa nó đi khám lần nào chưa? Đi vào viện đấy. Không có thời gian đâu. Không có tiền đâu. Xong đưa cháu nó đi khám đi. Nếu bé nó thì đi. Đây, mặt đầu lên hết trên đầu này, kiểu bị nấm ấy, nấm toàn thân thế này thì lâu. Cái chân này luôn. Đau đấy. Cái này lâu đấy. Cái này đau á? Có máu đấy. Ui, cái này nó nứt đúng không? Cái này có máu. Cái này nứt. Ôi, cái này anh chịu thôi, anh không phải bác sĩ, anh không cho, tốt nhất là cho cháu đi khám đi. Kia là nứt thì kia là nó chảy máu là phải rồi. Chân này sờ này anh sợ lắm. Kia này nữa, cả đầu ấy nữa, toàn thân các bác ạ. Em không biết là cháu bị làm sao đâu. Này tốt nhất là em đưa cháu đi khám. Đi xuống viện khám thì bác sĩ ở cái bệnh viện thì người ta chẩn đoán được cháu bị bệnh gì. Lưng có không? Có. Ôi, toàn thân này. Bốn tuổi. Ok các bạn, hôm nay thì anh em lên bản để cập nhật qua cái con đường hôm qua anh em vừa đổ xong, cũng lên đây để ghi hình cho tất cả mọi người cùng biết một cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên bản Trống Tàu. Một cái hộ gia đình nghèo đấy. Theo trưởng thôn, bí thư A Lù chia sẻ như ở đầu video, đây là hộ nghèo của bản, một mình đơn thân nuôi hai đứa con, rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Qua đây thì anh em team Tiếng Gọi Vùng Cao cũng rất là mong muốn sẽ có các mạnh thường quân giúp đỡ cho em ấy, trước hết là cái căn nhà để cho ba mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Còn có điều kiện hơn thì sẽ giúp đỡ về những cái việc phát triển kinh tế tiếp theo. Ok, và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Thế nhé, sau nhé. Có gì thì bọn anh sẽ lên thông báo cho gia đình sau nhé. Anh về đây, ngủ chế đây. Đi tu nhá, ba ngủ chế đây. Ôi chào ba nha.